Sau vụ việc một tài xế taxi bị một tên cướp sát hại ở trước cổng sân vận động Mỹ Đình vào ngày 29 tháng 1 vừa qua, đã thực sự dấy lên mối lo ngại tình trạng mất an toàn cho nghề lái taxi vì phải thường xuyên đi đêm và tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Và xuất phát từ mục đích bảo vệ an toàn cho chính mình, một tài xế taxi đã tiến hành đắp tấm chắn bảo vệ trên xe, thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, đó là một tấm chắn bằng nhựa mica dày khoảng 10mm giữa tài xế và ghế phụ và với hàng ghế sau, có thể tháo rời nhanh chóng khi cần thiết và trên đó có khe nhỏ để trả tiền. Cảm giác lúc đầu thì nó cũng hơi vướng, nhưng mà dần dần đi khoảng độ nửa ngày thì nó quen, nó gọi là nói chung là không bị ảnh hưởng đến cần số hay là phanh tay hay là bằng vô lăng lái, là không gần như không ảnh hưởng. Công ty cũng làm việc với một vài các cái nhà chuyên gia, các cái nhà cung cấp, các cái nhà kỹ thuật để cũng tìm hiểu, để tìm ra xem cái giải pháp mà thiết kế các cái vách ngăn như thế nào cho nó hợp lý nhất. Và cái này thì cũng đang ở trên cái ý tưởng thôi. Bởi vì thực tế mà nói là nó sẽ để thực hiện được cái vấn đề này, nó sẽ còn có rất nhiều các vấn đề khác liên quan. Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng quy định của pháp luật hiện hành không cấm việc lắp thêm kết cấu vách ngăn, nhưng sau khi lắp xong phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận để đảm bảo an toàn cho lái xe, hành khách. Trong cái việc lắp thêm vào đấy thì nó sẽ cũng xảy ra nhiều cái mà coi như là cái khả năng là khi mà xảy ra các cái va chạm hoặc là sự cố thì nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến người hành khách và người lái xe. Đấy. Khi mà xảy ra va chạm thì có thể cái vách ngăn đó chính là những cái vật mà có thể gây ra thương vong cho hành khách, cho lái xe nhiều hơn. Hoặc là nó ngăn cản cái việc thoát hiểm. Còn theo Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, việc lắp tấm chắn cũng là giải pháp tốt, nhưng Hiệp hội cũng khuyến khích các doanh nghiệp taxi nên tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lái xe để giảm thiểu rủi ro hơn. Khách ngồi đằng sau thì lái xe phải bẻ gương chiếu hậu để luôn luôn ba cái gương hai bên và gương chiếu hậu phải nhìn quan sát được hết là cái mọi cử chỉ hành động của khách, tức là nhớ đối với những cái khách mà nghi ngờ đấy, và đồng thời nữa là cái tín hiệu mà bấm về trung tâm cấp cứu đấy, SOS đấy, là chúng tôi trang bị cho tài xế, là ví dụ như bằng định vị GPS đấy, là bấm là có thể là nhận biết để tín hiệu với nhau, ra hiệu với tổng đài, đồng thời nữa là bộ đàm. Có thể nói được trang bị các biện pháp an toàn để phòng chống những vụ tấn công cướp bóc nguy hiểm đến tính mạng lái xe taxi là việc làm cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, giải pháp nào có hiệu quả an toàn cao nhất cho lái xe và hành khách thì cũng cần có sự vào cuộc chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước.